Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai hàm average và average if. Đây là những hàm giúp chúng ta tính trung bình cộng của một chuỗi các chữ số. Cách sử dụng hàm này cũng giống như các hàm khác mà chúng ta đã được học ở bài trước. Đầu tiên, tôi gõ bằng average. Mở ngoặc. Chọn phạm vi ô mà chúng ta cần tính trung bình cộng. Ở đây, tôi sẽ chọn từ E4 đến E12 để tính trung bình cộng số trận mà các đội đã chơi. Sau đó, đóng ngoặc. Kết quả của chúng ta là các đội đã chơi trung bình 36,66 trận. Còn về hàm average if, đây là hàm dùng để tính trung bình cộng các số mà các số này được lựa chọn dựa theo một điều kiện nào đó. Ở ví dụ này, tôi muốn tính trung bình số điểm kiếm được của những đội bóng có tham gia giải vô địch. Nghĩa là điều kiện ở đây sẽ là có tham gia. Trong công thức này có 3 đồ số. Đồ số thứ nhất là cột chứa điều kiện cần áp dụng. Ở đây sẽ là cột D. Từ D4 đến D12. Phẩy, rồi gõ điều kiện. Hai nháy, có tham gia, nháy. Cuối cùng là phạm vi các ô mà tôi muốn tính điểm trung bình của các đội bóng mà thỏa mãn được điều kiện. Tôi sẽ chọn F4 đến F12. Và kết quả mà chúng ta thu được cho thấy các đội chơi cho giải vô địch kiếm được trung bình 72 điểm. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube Cộng đồng Kinh doanh Saga cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay thông tin về những bài giảng hoàn toàn miễn phí khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học sau.